tiếp trời ơi. Tao đâu, giơ lên cây, giơ lên cây. Trời nè, đây nè. Ừ, trời ơi con cá lóc. Ở đâu, 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 lên, lên, lên. Quá trời con cá lóc rồi. Ơi con này ấm rồi luôn rồi. Mời bạn nha. Xin chào ông bà cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog của Vũ nha. Vũ xin chúc ông bà cô chú và anh chị em thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay có mấy thằng nhóc ở bên xóm bên qua chơi cả nhà nha. Thì mình cũng tắt vô bắt cá nè. Thì nó xin vô vô bắt cá. Thì mình cũng cho nó vô bắt cá luôn ha. Tại vì mấy nhóc này thì cũng bạn của nhóc Hậu. Thì bữa nay nó qua cũng 4-5 thằng. Thì mình sẽ dắt nó ra đây để bắt cá cho cả nhà xem nha. Đây tụi nhóc này nó chuẩn bị đi ra đây cả nhà. 5 thằng. Mấy nhóc này cũng phải bắt cá lắm cả nhà, nhưng mà không có nào biết bắt chứ á. Để mình chỉ cho nó bắt luôn ha. À, nó bạn thấy cá nó mừng. Ê, ê lại đi, đây tao chỉ nè. Cái hang mà thấy cái hang cua á. Thấy cái hang cua mình móc một cục sình. Mình ném vô cái miệng hang từ từ, nếu mà nó có cua á là nó sẽ dướng cục sình đó, nó không có kẹp mình được. Ok ok. Cá chà bá luôn ha, chút xíu lại đây cái mương sâu kia kìa. Thấy nhiều. Có bằng cầm tay mình nghe không rồi. À, cá chà bá luôn. À giờ có con cua nào chưa? Có con cua nào chưa? Chưa. Thấy hàng coi đi. À. Wow, con cá rô chà bá luôn. Sâu quá, cái hang nào sâu quá mình thọt chỗ từ. Ờ có cua mình ném cục đất gì đó, nhiều khi có cua cái nó không có kẹp mình được. Đây. Con cá mà. Ồ. Đúng không? Tới mẹ. Tới cái miệng cái đất trong rồi. À vậy là hết, nó không có nào đâu lại cái hang này coi. Nè. Cho. Miệng hang chà bá luôn nè, giờ có cái lóc đó. Cái lóc á, hồi nãy thấy con cá lóc chạy á. À, thêm cái thọt từ theo cục đất. Không có rồi. Đây cục nữa. À, vậy là chắc ăn. Ăn cá rồi đó. À, con cá lóc kìa. Hai thằng hay thằng đầu. Chặn nó. Rồi. Ủa không phải cái con. Đây nè không. Ờ đúng rồi đây. Quá hay, quá hay. Cá cá. À con cá lóc quá trời bự luôn. Có con cua nào không? Dạ dạ được hai con chú ơi. Hai con. Dạ. Nằm trong bọc phải không? Dạ dạ. Quá trời cá cua luôn. Hai cua em rồi. Cua quá trong bọc nữa, nếu lại ở ngoài nó kẹp cá. Ủa anh rồi. Trời nắng. Ơi. Trời nắng chang chang luôn. Đâu rồi đâu. Cái lóc chà bá luôn. Nó ngửi với sình nè, mới lướt ngay chân em mà. Nó chú vậy. Cái hàng bữa chà bá em đó mày không nói không? Cá
lên bờ, cá lên bờ. Vui rồi. Quá trời đã cá luôn. Kìa kìa kìa, nó chú bên kia con kìa. Thằng đi bên, thằng bên. Cá này nha mọi người. Đây cá nha mọi người. Cá phi kìa, cá phi kìa. Bữa nay cho mấy thằng mày đi, bữa nay về khỏi villa luôn. Ờ, con cà phê. Cá bây giờ là chỉ không xuống bắt, không xuống bắt thôi à. Đây. Cá chà bá luôn cả nhà. Không, không, không. Ơi, ơi con cá chê kìa. Không, không. Cá chê bắt cẩn thận nha, nó đâm đây nhất lắm đó nha. Chê. Cái khó, cái hốc cây có cái lỗ đó, hậu gạn từ 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 hậu. Nữa. Nãy giờ gần nửa xô rồi cả nhà ơi. Ơi nè. Nó mấy bụi hiếm luôn hả? Bự, bự lắm bự. Dính không? Video của mình thấy thích thì ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha. Cái nhiều dữ vậy. Còn cho bá mấy người nữa xô rồi. Ra cái lóc không à? Cá chê cái gì? Quay lại đây con nè. Cá quay thánh thần luôn, lại nè. Lẹ lẹ. Quay cá. Tiếp. Trời ơi. Ở đâu giơ lên cây, giơ lên cây. Trời. Nghe mò mò dưới lượng ống bọng ai. Mày đi. Cái kia quá nó bay mày kia. Đi chết thật, chết đi.
cụm đi. Nhỏ. Con này thả hay sao? Nhỏ. Thì mấy mày có lấy ăn được không? Mấy mày bắt đi. Ờ, ăn được rồi, giục lại. Tôm kìa, rồi. Đây không có gì chứ. Nước chân á. Nó cắn luôn. Rồi. Nó có hai con á. Cá này đi xì về nãy. Quá trời con cá chơi rồi. Bự lắm luôn rồi. Mới bẻ gai luôn. Trời. Quá trời bự rồi. Thú bài, mày xuống mày chơi với nó hết trời. Cái đó quá trời bự rồi, chứ chơi. Chứ nào? Chứ nào? Nó quảng ra tới sau nè nè. Cái lưng hiểu anh. Ây da, nữa rồi. Kệ cá của mấy anh rồi. Bự lắm. Bự. Quyết, bắt quyết đón luôn. Cái đó. Từ từ bắt cá con cái. Đi nè, nó lũi sâu lắm rồi. Nè nè, lấy cái giò chặn gì đó. Nó lũi sâu lắm rồi. Bắt quyết đoán đó. Ông qua đó chưa? Nó bự lắm. Thấy không? Nè. Đây nè. Ừ. Ôi trời ơi, con cá lóc. Ở đâu 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 đâu, lên lên lên. Quá đã ơi. Đây đây. Con này, con này. Quá bự luôn. Quá trời con cá lóc rồi. Ơi con này ấm rồi luôn rồi. Ghê chưa? Ôi, trời cá dần vậy hả? Còn nói cho trời ơi. Thôi đây con à. Cái nè, mới đụng cái đầu cho bút kẹp. Mày nên gấp gì không? Dính vô phút. Mà nói chúa qua bên anh á. Quá hay rồi. Nãy mò cá hay quá rồi. Quá trời cá rồi. Thôi. Trời mạnh á. Cái chè nó từ ừ. Ê. Thì vô cái hở bọc. Nó qua mày thịt. Nặng mạng qua mày đó. Đi dũng rồi. Rồi đây nè. Cá quá trời nhiều mọi người. Một bành bành không luôn, đầy thùng luôn rồi. Thùng cá luôn rồi. Ê nè em. Coi cá nè. Trời ơi. Ờ nó nhảy kìa. Quá nhiều ơi. Hai con cua nè. Lấy con cua ra rửa sạch đi, hậu đem vô chổng rửa đi. Đem cua chổng rửa đi, có con tao chưa cột đó nha. Dạ. Nè con chưa tụt hả? Dạ, dạ, khổ quá. Nó dính luôn à. Trời ơi, để đâu nè. Ủa, hai cái chân hả? Dạ. Ủa, quá đâu. Sau một hồi bắt cá cũng được bột. Một gỗ bự cả nhà. Không rồi, có con cá lóc bự chào bá đâu rồi. Đi xuống sông lóc hay đây mày. Nằm dưới đáy luôn rồi. Con cá lóc có bự hả? Nè nè, con cá lóc này rộng lại là có dân sống nè. Nó mạnh quá. Bỏ đầu lại. Con cá lóc nó bự không? Quang, mày tại tao là mày tại mày là mày với tao luôn á. Con cá lóc này mày là mày với tao luôn á. Đúng là vậy. Tại cái giả luôn. Không có về hả bạn? Mới về. Cả cho tao đi lại, ngủ tao đi nha. Vậy sao nãy không ngủ? Thôi đi. Nãy nó đi, nãy mới về. Mới về bắt tiền vậy. Thấy chưa đó. Ừ, phát cá hay lắm. Chúng mày đi vô nghe. Nam
Tao quá trời nói. Không sợ đập nữa láng gì. Thằng phát liều không? Đừng nhìn chưa xong. Trời muốn mất cái nét thôi. Từ từ gấp lắm rồi mà. Từ từ thôi. Rồi. Quá đã mọi người ơi. Nhiều anh không mặc áo. Mời bạn nha. Đói ăn gì cũng ngon chứ. Ăn mì với cơm. Làm anh ha. Chiều nay mình làm nè. Ở đâu? Chợ của bạn Hôn á. Không, trên đó có cái chảo nướng được luôn á. Ở trên nóc nhà hả? Đã lắm. Để kiếm em. Đặt liều cho nó nè. Dạ cha, ông nội quả nó trẻ đâu mấy này. Ừ, ông nội già thấy kìa, núp núp. Cười lắm. Chú mà lên xu hướng là mới mốt mấy con qua hoài luôn. Cũng hơi xa nè. Hơi xa thiệt. Tao bằng đây cái gì anh không ta? Bằng từ nhà cái gì anh không? Chị hơn miếng à? Không hơn đâu. Cũng nghe nghe ha. Đã dò lâu á. Thấy đò lắm nhất á. Cái hồi đò về con hứa như cây. Tải đò không à? Ha. Quá lâu luôn. Hôm nay đó là ba người đau là trực xuyên đêm luôn á. Ngày nào ổng diễn vậy. Đã có chạm đi đâu, cảnh chó. Nào ơi. Để tới, để tới. Kẹp cái nắp vô. Cái gì lâu à? Nóng quá. Không sao đâu anh. Gì cho sạch sẽ hay gì? Nãy nước nóng ai hỏi còn lỗi âm âm mà. Âm mà nãy nước nóng thiệt nha. Lên cái thằng nào mạnh thằng đó ăn cũng chết. Nào mà ăn ha. Đó là ăn gì không à? Ngon thiệt. Cũng không? Thường thường ở nhà ăn gói mì ha, không hết chứ đây hai gói cũng hết rồi ha. Đó là hai gói, ba gói không biết đâu. Nãy giờ chưa thấm miếng nữa hả nào? Chưa. Tại hết mì anh em mới ăn cơm đi mà. Thôi, cái gì nữa? Xe cưng qua tới đây có dẫn gì? Không có dẫn, ta còn đi chơi vòng 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 ở dưới. Sau một hồi đi bắt cá thì mấy tụi nhóc đói bụng mình cũng nấu cho 5-6 gói mì ăn cả nhà ấy. Rồi bây giờ cũng đã ăn mì xong rồi, no nê rồi. Thì bây giờ video của mình xin tạm dừng tại đây nha ông bà cô chú và anh chị em ơi. Ông bà cô chú và anh chị em xem video của mình thấy hay á thì đăng ký ủng hộ mình, một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha. Mình và mấy nhóc xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú và anh chị em ở video tiếp theo nha.